Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc debut của nhóm Nine Miss, đó chính là ca khúc OO. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ được xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên là mình sẽ đặt tay lên thế này. 1, and 2, and 3, up, 2, đi, trùng chắc, trùng 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 bực. Rồi sau đó mình sẽ đặt xuống như thế này. Phần tay của mình sẽ mở ra đằng sau nha. Và chân, and chân, and chân. Mình sẽ đổi từ hướng bên này sang hướng bên này ha. Xuống như thế này và 1, and 2, and 3. Phần chân của mình sẽ dùng lực vô như thế này. Rồi mình sẽ đặt lên 4, and 5. Phần tay sẽ lên từ từ ha. 4, and 5, and 6. Rồi mình sẽ lật bừng bừng bừng. Ok, lại. Lên, and rớt. Sau đó mình sẽ đưa phần tay bên trái ra đằng sau. Phần chân của mình sẽ ngã lên và để tay lên thế này. 1, and 2. Phần chân mình sẽ dậm 2 lần. 1, and 2. 2, đi. 1, and 2. Phần tay của mình sẽ quẹt xéo qua như thế này và quay qua một vòng. Sẽ đổi thành cái dáng như thế này và đưa phần tay lên mặt của mình như thế này ha. Quá ba la ba la. Ok, rồi mình sẽ dậm bùm là để cái phần tay như thế này ha. Phần tay bên trái của mình sẽ để như thế này. Rồi mình sẽ đánh lên chắc chắc bùm chắc bùm. Phần hông của mình sẽ lên hai lần chắc chắc bùm chắc bùm. Tay phải của mình sẽ giữ nguyên chắc chắc bùm chắc bùm. Rồi mình đặt qua 1 and 2. Rồi mình sẽ để hai tay như thế này luôn. Sau đó mọi người sẽ đặt tay bùm 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 và nhìn cuối cùng là nhìn mặt qua như thế này theo cái hướng tay của mình ha. Rồi mình sẽ buông theo một cái dáng tự do, tấn chân xuống và đưa cái phần người lên như thế này, kéo về. Sau đó mình đưa mình đi vô về và là động cái logo là cái tay như thế này. Rồi mình đặt tay qua and bùm. Phần tay của mình sẽ đánh như người đang đánh đàn vậy đó. Rồi ok, mình sẽ đến lần lần nữa. Sau đó chúng ta ghép nhịp với các bộ chậm nha. 2, đi, and 5, 6, và 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Lên, tắt tắt tắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. Chắc chắc, bừng bừng chắc, bừng bừng qua. Tùm 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 nhìn, hít. Kéo kéo qua em đi 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 em đi. Rồi thầm. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ kết thúc tốc độ chậm nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video này là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.